Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án hai căn nhà có sân riêng, cổng riêng. Với hai căn nhà này, ngõ trước nhà thì được 1m8. Tuy nhiên nó rất là gần với đường ô tô mọi người ạ. Kia là đường ô tô đi lại. Và đây là vị trí hai căn nhà. Và đường đi vào đây thì đây có sân riêng và cổng riêng dành cho hai căn nhà quý vị nhé. Đó, rất là an toàn, rất là hợp lý. Với hai căn nhà này thì thiết kế diện tích 30m2, xây dựng và là 5 tầng. Có một căn nhà thì là hướng đông bắc và có một căn nhà là hướng tây nam. Ngọc Anh sẽ quay căn nhà hướng đông bắc là hướng này gửi tới cho quý vị. Bên này là hướng tây nam, ngõ thực tế trước nhà. Và thiết kế xây dựng 5 tầng, vị trí gần với lại bến xe Nghĩa. Từ vị trí căn nhà này cách với bến xe Nghĩa khoảng chừng 1 km thôi. Gần với tuyến đường sắt trên cao, giao thông đi lại thuận tiện. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản, nó kết lên cái giá thành, giá bán mọi người ạ. Và cái giá bán của căn nhà này thì chủ chào cũng rất là hợp lý, 2 tỷ 580 triệu đồng cho một căn nhà 5 tầng, cả nhà và đất gần với bến xe Nghĩa, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ trường phường trạm, giao thông đi lại thuận tiện. Với thiết kế 5 tầng của ngôi nhà 30m, công năng sử dụng rất là hợp lý. Với thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa quấn và bên trong là cửa gỗ kính mọi người ạ. Và cái căn nhà này được thiết kế và xây dựng 5 tầng rất là hợp lý. Hợp lý như thế nào thì mời cùng theo em vào khám phá căn nhà. Với cái phần căn nhà này thì mặt tiền của ngôi nhà được 3m4 mọi người nhá. Và thiết kế ở phần tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp hoàn thiện xong hết rồi. Theo như hiện trạng của ngôi nhà này, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với cái phần hoàn thiện phần lát nền đã xong hết, thiết bị vệ sinh xong hết, trần thạch cao xong hết, hồ sơ điện, hồ sơ nước xong hết, sổ đỏ đầy đủ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Với tất cả những cái dự án nhà liền kề hiện tại mà Nhà Tốt có quay và gửi đến cho quý vị thì toàn bộ được xây dựng riêng biệt từng căn, tường riêng, móng riêng, cột riêng quý vị nhé. Nên quý vị hoàn toàn yên tâm, có những cái cơ sở dữ liệu của những cái căn nhà này, chủ nhà có quay và chụp lại từng cái giai đoạn cho quý vị hoàn toàn yên tâm về cái phần từ đổ cột, đổ móng như thế nào. Đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà, phần phòng khách. Với cái không gian phòng khách nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, diện tích 30m2 thì thực tế luôn thiết kế nó không quá hoàn hảo để mà nói rằng phòng khách to rộng, phòng bếp to rộng riêng thì không có mọi người ạ. Nó chỉ thiết kế tối ưu công năng sử dụng được một căn nhà 5 tầng, 3 phòng ngủ và cũng rất là thoáng, ánh sáng ngập tràn tự nhiên vào trong ngôi nhà. Với cái phần phòng khách này thì ở đây hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, chủ nhà đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị hết rồi. Ở cái phần phòng khách này thì chủ nhà có lắp thêm cho mình một chiếc quạt trần nữa. Gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu vàng nhạt, gọi là màu vàng lông gà nhạt nhạt đấy mọi người ạ. Đó. Mỗi một căn nhà thì chủ đầu tư mang lại một cái màu sắc khác nhau cho quý vị. Với cái kho hàng của Nhà Tốt ý, thì chủ đầu tư rất là nhiều cho nên không nhà nào giống nhà nào đâu mọi người ạ. Kể cả là hai căn như bên này và bên kia, thửa đất khác nhau, thiết kế bên kia nó cũng khác với lại bên này mọi người nhá. Và mời theo em vào khám phá phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian bếp đây hoàn thiện cũng rất là chỉnh chu. Với cái phần phòng bếp thiết kế đầy đủ cho mình một tủ bếp xinh xắn. Đây là cái phần để tủ lạnh mọi người ạ. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm toàn bộ chất liệu inox 304. Đây, chậu đúc mọi người ạ, chậu rửa, vòi rửa nào. Phụ kiện bếp đây, cho quý vị ngắm nghía nhìn thực tế. Căn nhà này thì có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cũng khá là nhiều đấy mọi người ạ. Nếu như căn nhà này để mà nói quý vị mà muốn vay ngân hàng thì vay được tầm tối đa tỷ 3 cho đến tỷ 4 tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị chi trả trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Được vay tối đa trong vòng 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất khá là ưu đãi đến từ những ngân hàng rất là nổi tiếng. Ví dụ như bên BIDV, BZ Bank. Nói chung là rất nhiều, quý vị nào mà muốn vay ngân hàng ấy thì có thể gọi điện liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn cho mọi người tốt nhất. Cũng như về cái cung đường, về cái giá cả làm sao cho phù hợp với tầm tài chính của mỗi người. Bởi vậy cho nên Ngọc Ánh quay review chi tiết cụ thể đường hướng giá, vị trí. Quý vị vui lòng liên hệ với em để em tư vấn cho mọi người trước khi mọi người có thể bỏ thời gian ra để đi xem. Bởi vì là được tư vấn thì quý vị sẽ xem là cái cung đường nào phù hợp với gia đình mình, cái cung đường nào, cái tầm tài chính nào phù hợp với gia đình mình hơn, cái nhu cầu của mình như thế nào thì cứ chia sẻ với lại Nhà Tốt nhá.
Sau đây mời cùng theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 và 5 của ngôi nhà xem ở phía bên trên tầng thiết kế như thế nào mà lại thấy Ngọc Ánh chia sẻ là nó tối ưu công năng sử dụng. Thì trước khi lên trên phía tầng 2 thì ở cái phần phòng 1 này là có một cái vách CNC ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách với phần cửa chính. Đây cũng rất là hợp lý, tinh tế đến từ chủ đầu tư mọi người ạ. Bởi vì thường thường đa phần mọi người cũng sẽ kiêng là cái phần cầu thang thẳng phòng khách thẳng với lại cửa chính, thì đây đã có một cái vách CNC ngăn cách rồi. Mặt bậc của bậc cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là đá granite. Và với cái phần tay vịn thì thiết kế toàn bộ là gỗ tự nhiên. Mời mọi người theo em lên các tầng phía trên nhé. Và ngôi nhà này tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau mọi người nhé. Trước khi mà vào với cái phần phòng ngủ này thì ở ngoài này là có một phòng vệ sinh. Đây, giới thiệu với mọi người phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ theo kiểu thiết kế master rất là hợp lý. Đây là phần phòng vệ sinh của phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống nhau. Cho nên là anh sẽ review thật là kỹ ở phần tầng 2 cho quý vị nhé. Đây là cái hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, kia là đầu chờ bình nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Và cái căn phòng vệ sinh này, đây, một sải tay của máy rất là rộng. Với cái phần phòng vệ sinh thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, tông màu nâu đá mọi người ạ. Cho nên cũng rất là sạch sẽ, ở phía dưới cũng thế. Đó, rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ công nghiệp mọi người nhé. Đó. Và tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì phòng ngủ thiết kế tương tự nhau, phòng nào cũng vuông vắn, không lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, ánh sáng ngập tràn vào trong căn nhà cũng như là trong không gian phòng. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Đây. Đó. Cho quý vị nhìn thực tế, hệ thống trần thạch cao theo kiểu giật cấp rất là hợp lý, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với cái phần tầng 2 này, chủ nhà cũng thiết kế rất là tỉ mỉ, thêm một vài bức tranh họa tiết thêm cho căn phòng điểm nhấn một chút. Bức tranh của nó đây không quá cầu kỳ đâu mọi người ạ, nhưng mà nó cũng là tạo một điểm nhấn cho cái phòng nhìn nó đỡ trơ luôn ấy. Và cái hệ thống trần phà mọi người có thể nhìn thực tế luôn ở đây. Phòng cũng khá là rộng, dễ dàng. Ở đây thì cái kê đồ nội thất, giường, tủ bàn phấn rất là vuông, nó không bị chéo cho nên kê đồ cũng rất là dễ. Cái căn phòng ngủ nào cũng vậy, cửa sổ thì thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là inox mọi người ạ. Về cái tăng cái độ thẩm mỹ cũng như là cái độ an toàn cho ngôi nhà, phòng nào thì cũng đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Theo đúng như cái căn nhà này, theo đúng hiện trạng Ngọc Ánh đang quay thì cái căn nhà này quý vị có thể xách vali về và ở ngay, sổ đỏ sang tên luôn trong ngày. Còn nếu như quý vị nào có vay ngân hàng thì quý vị cứ có thể cân đối và cũng hỗ trợ thủ tục ngân hàng của bên Ngọc Ánh thì cũng rất là nhanh nha mọi người. Nó chỉ phạm vi khoảng tầm 1 tuần là quý vị có thể xong tất cả các thủ tục để có thể ra công chứng ba bên. Những cái này thì quý vị liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt để em tư vấn cho mọi người tốt nhất, mua được những căn nhà ưng ý nhất, phù hợp với lại tầm tài chính của quý vị nhất nhá. Còn xin chia sẻ với mọi người thực tế luôn là tất cả những căn nhà Ngọc Ánh quay review đường hướng giá vị trí cho mọi người, tiêu chuẩn của bên nhà tốt là gần như chuẩn tới 95% mọi người ạ. 100% giá bán từ chủ đầu tư nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Sau đây xin mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà nhé. Bởi vì tầng 2, 3 và 4 thiết kế giống hệt nhau rồi, Ngọc Ánh đã review rất là kỹ phần tầng 2 rồi, thì mời người theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà quý vị ơi. Ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hiện tại phía tầng 5 thì Ngọc Ánh đang không bật điện mọi người nhé, mà cũng rất là sáng. Với tầng 5 của ngôi nhà, đây mới là điều thiết kế tối ưu công năng này mọi người này. Đây, với tầng 5, đây là một cái phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể kê cho mọi người ở đây một cái ô phòng thờ, đây, hợp lý mà không bị mất quá nhiều diện tích, không phải thiết kế phòng riêng. Đây, thực tế luôn mọi người ạ, với một cái diện tích 30m 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ riêng thì tầng 5 chỉ thiết kế được như thế này thôi, và phần còn lại đây sân phơi siêu rộng, siêu thoáng. Với vị trí sân phơi này quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh
đứng từ cái căn nhà này có thể nhìn thấy được bến xe nghĩa, nhìn thấy được tuyến đường sắt trên cao. Xung quanh dân cư thì thật sự luôn là quá đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện, gần chợ, chuồng, phường, trạm, phù hợp với quý vị nào đi làm Hà Đông hoặc quý vị đi làm theo cái tuyến đường sắt trên cao thì quý vị có thể gửi xe ở ngoài bến xe nghĩa, và quý vị đi làm theo cung đường tuyến đường sắt trên cao Cát Linh kéo dài thì cũng rất là hợp lý mọi người nhé. Cái này thì tùy công năng cũng như tùy nhu cầu sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn cái căn nhà này Ngọc Ánh quay và review rất là cẩn thận, chi tiết cho mọi người từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Giá chào bán 2.580.000.000 đồng, giá bán từ chủ đầu tư, cam kết 100% giá bán từ chủ đầu tư đến từ nhà tốt mọi người nhé. Và với cái giá đấy thì đã bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.